Tập 17. Lâm Đình Bang, Đào Phó Châu. Không phải nói chứ, mọi người đến trễ chút xíu nữa là chúng tôi bị bọn địch xe tái rồi. Lần này cậu nợ tôi một ân tình lớn đấy. Phải trả lại, nhất định rồi. Cẩn thận. Kiên trì một chút. Xéo tú nào. Không nghiêm trọng lắm. Nghỉ ngơi nửa ngày là được. Được. Mặc đồ vào đi. Cảm ơn. Đại đội trưởng, có phải anh thích cô y tá trưởng Mễ xinh đẹp đó không? Đúng vậy, đại đội trưởng, chúng tôi đều nhìn ra hết. Anh ấy, cách anh nhìn cô ấy không bình thường. Được rồi, đừng nói bậy. Ra ngoài đi. Rõ. Đình Bang, nghe nói anh bị thương. Không sao chứ? Không sao. Mau để tôi xem cởi quần ra. Tôi nói này đại bảo, sao cô không ý tứ gì hết vậy? Mông tôi đau đấy. Xin lỗi, anh bị thương. Anh không biết tôi lo lắng cho anh nhường nào đâu. Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mông vẫn còn ở đây này. Đình Bang, báo sáng nay. Cảm ơn. Sao vậy đại đội trưởng? Diệp Tĩnh của quân tiên phong bắt phạt đòi lập lập đánh hạ được Nhạc Dương. Tôi nói các cậu biết, tôi có một người anh em tên là Hứa Mặc Tu của bên quân độc lập. Vậy sao? Ngưỡng mộ họ quá. Khi nào chúng ta mới được đi đánh trận lớn đây? Yên tâm đi tiểu tử, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, sẽ có trận để đánh. Báo cáo đại đội trưởng, có một nhà báo muốn gặp anh, gọi vào đi. Long Văn Nhã, sao em lại đến đây? Sao em lại không đến được? Lần bắt phạt này, em là phóng viên đi theo quân của quân đoàn 1. Bất ngờ choáng luôn đấy. Choáng cái gì? Không phải anh không thích gặp em sao? Ai nói vậy? Em là em gái của anh, sao anh lại không thích gặp em? Đại đội trưởng Lâm, em gái của anh là Hoa Đại Bảo, em là em của Long Văn Khang, anh đừng nói bậy. Chuyện này như nhau cả. Hai người cười cái gì? Ra ngoài đi. Sợ. Nào, mau ngồi xuống. Văn Nhã, em là phóng viên tin tức nhanh nhạy, mau nói anh biết tình hình bắt phạt hiện giờ đi. Anh chỉ là một đại đội trưởng nhỏ nhoi, cần biết nhiều vậy làm gì? Em xem em nói kìa, nếu mà không muốn làm tướng thì không phải là lính giỏi. Hơn nữa, anh đánh thắng được mấy trận, chẳng phải sẽ được thăng chức sao? Có chí khí. Định Bang, em vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện. Nói đi, nếu như anh được chọn gia nhập Quốc dân đảng hoặc là Cộng sản đảng, anh sẽ chọn bên nào? Chuyện này anh em muốn hỏi anh phải không? Vừa đúng mà không đúng. Vậy sao em lại hỏi như vậy? Anh em nói anh sớm gia nhập Quốc dân đảng sẽ được thăng liền mấy bậc đấy. Anh em nói đúng. Nhưng mà Văn Nhã, anh không phải vì muốn thăng chức mới tham gia cách mạng. Mễ Luyến, em đã tìm Mã Hạo Thiên hỏi rõ ràng chưa? Điều là do cha lấy làm cả. Những gì cậu ta nói em đều tin. Anh đã nói với em rồi. Anh ấy thực sự không biết chuyện. Như vậy cũng tốt. Tạm thời cứ quên đi quá khứ. Sao lại không nói chuyện nữa? Anh muốn em nói gì? Nói gì cũng được, anh đều nghe em hết. Anh cũng nên suy nghĩ chuyện của mình đi. Đảm bảo với Văn Nhã một văn một võ. Anh thích ai? Đây không phải là chuyện anh thích hay không thích. Tức chết được. Mễ Luyến, cô đừng quên cô là người đã đính hôn rồi, còn dụ dỗ Định Bang như vậy, đúng là tức chết mà. Y tá, sao cô tiêm thuốc gì đau dữ vậy? La cái gì mà la, có đau gì đâu. Cậu ở trên chiến trường bị bắn, chẳng phải cậu đau đớn hơn bị tiêm như vậy sao? Ở trên chiến trường bị bắn cũng không đau bằng cô tiêm đâu. Thời buổi loạn lạc, đâu đâu cũng đánh nhau, không biết sẽ chết ngày nào, làm sao xứng đáng với người ta. Chính bởi vì lúc này, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện nên mới càng phải chọn lựa. Không nên để bản thân cảm thấy hối tiếc, không phải sao? Ngừng bắn! Tại sao lại ngừng bắn? Cấp trên có lệnh bảo chúng ta đợi lệnh. Mà lời kiểu gì vậy? Tại sao phải đợi lệnh? Sao sao lại nói là đoàn độc lập sẽ phối hợp với quân đoàn 1 của chúng ta công đánh Vũ Xương? Bây giờ người ta đánh rồi, chúng ta phải đợi lệnh, sao lại vậy? Hét cái gì?
Diệp Tĩnh của quân độc lập là thành viên của đảng Cộng sản. Người của đảng Cộng sản thì sao? Sao còn phải ép tôi nói ra chứ? Quân đoàn 1 đi đánh giữ sư của chúng ta đã gục hết rồi. Mấy ngày nay trong quân xuất hiện rất nhiều đào binh. Diệp Tĩnh của quân độc lập đánh quá giỏi, lấn át quân đoàn 1 của chúng ta. Quân đoàn trưởng bị tưởng tổng tư lệnh bắn không ngẩng đầu lên được. Vậy là có ý gì? Để cho họ đánh chúng ta bên này nhìn sao? Quân sự là sự tiếp diễn của chính trị. Đánh trận thế nào, đi nước cờ ra sao, cấp trên tự có cân nhắc bao quát. Quân địch trước mắt tôi không cần biết là Quốc dân đảng hay Cộng sản đảng, tóm lại đều là phần tử cách mạng cả. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có cái tật như lần trước. Đến lúc đó tôi không cứu cậu được nữa. Sống chết mặc cậu. Định Bang, sao lại đến đây? Anh xem em đem gì đến đây. Đưa đội trưởng đội 1. Có, đưa cho các anh em đi ăn đi. Cảm ơn đại đội trưởng. Anh gặp được Đại Bảo với Mẹ Luyến chưa? Gặp rồi. Em nói chuyện với anh, sao anh lại không muốn nghe vậy? Không có. Còn nói là không. Người ta đặc biệt mang đồ đến, anh lại đối xử với em như vậy. Được, nếu đã không muốn gặp, vậy em đi đây. Làm lạc cái gì vậy? Số cuộc là thế nào? Chúng gì đang nói, chúng ta liên kết với đoàn độc lập đánh Vũ Xương. Bây giờ người ta xung phong vào trận địa, bọn anh đột nhiên lại trở thành đội dự bị. Em nói xem tại sao vậy? Em nghe nói quân đồng một trước giờ không công hạ được Vũ Xương. Tưởng tổng tư lệnh rất mất mặt. Gần đây mấy vị quân đoàn trưởng quân bắc phạt rất không hài lòng đối với sự bạo ngược của tưởng tổng tư lệnh. Borodin cùng với một số quân đoàn trưởng thảo luận đưa ra quyết định mời Uông Tinh Vệ về nước lãnh đạo đảng vụ trung ương và chính phủ quốc dân để cân bằng lại sự độc tài của tưởng giới thạch. Bắc phạt còn chưa thắng lợi, nội bộ quốc dân đảng đã xung đột nội bộ rồi. Chuyện này để các anh em đánh trận nghe thấy sẽ đau lòng biết mấy. Anh lung lay đối với cách mạng quốc dân rồi sao? Anh không lung lay. Trung Quốc buộc phải kết thúc cuộc diện hỗn chiến của quân phiệt các cứ. Chuyện này anh em nhìn nhận thế nào? Anh em hả? Tất nhiên anh ấy một mực theo chủ nghĩa bảo quản của hiệu trưởng rồi. Anh ấy cho rằng hiệu trưởng là Napoleon của Trung Quốc. Theo chiến lược thống nhất Trung Quốc, phải chiếm được Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, nắm được công nghiệp tài chính bến tàu Thượng Hải và được sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế. Vậy thì mới có thể hoàn thành đại nghiệp bắc phạt được. Em nói ra nhiều bí mật như vậy, anh lấy cái gì để cảm ơn em đây? Em muốn cái gì? Anh biết mà. Về hậu phương đi. Sao lại như vậy? Bác sĩ nói mắt bị thương rồi. Bạc Tu, Định Bang, là tôi. Anh làm gì vậy? Lâm Định Bang, đám hèn nhát các người, tôi xem thường các người. Bạc Tu, anh nói vậy là ý gì? Có ý gì? Đoàn độc lập chúng tôi nhất trí với sư đoàn các người cùng nhau công đánh Vũ Xương. Nhưng các người thì sao? Giả giờ xung phong sau đó là rùa rụt cổ bất động để đoàn độc lập chúng tôi đơn độc tấn công. Anh có biết lần tiến công này chúng tôi tổn thất bao nhiêu người không? Anh đi đi. Hứa Mặt Tu, tôi không có người anh em như anh. Hứa Mặt Tu, anh nổi nóng gì chứ? Cũng đâu phải Định Bang ra lệnh, anh mắng anh ấy làm gì? Đại Bảo, giống như là như vậy. Quân lệnh như núi, cấp trên không cho anh tiến công anh cũng đâu có làm gì được. Mặt Tu, anh bình tĩnh một chút đi. Bác sĩ có nói mắt anh sẽ thế nào không? Bác sĩ nói có khả năng sẽ bị mù, cũng có thể không sao. Chỉ là cho dù có điều trị được, thị lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh em, xin lỗi. Được rồi, qua Đại Bảo nói đúng. Anh chỉ là một đại đội trưởng, không trách anh được. Anh em yên tâm, nhỡ mắt anh có vấn đề gì, tôi sẽ là đôi mắt của anh. Thôi được rồi, đừng có xấu xố. Nếu anh là một cô gái thì cũng được, tôi có thể cưới anh làm vợ. Nhưng mà tôi cần anh làm gì? Nói thật với Mặt Tu, nhìn đoàn độc lập các anh đánh trận thật là đã quá, không giống sư đoàn chúng tôi, hèn nhát bất lực. Năm đó tôi giới thiệu anh gia nhập Cộng sản đảng, anh không đồng ý. Nếu anh gia nhập Cộng sản đảng chúng tôi, chắc chắn có thể vào được đoàn độc lập rồi.
Đoàn trưởng, anh để cho đội đội của chúng tôi tổ chức thành đội cảm tử đi. Cậu nói xong chưa? Đã nói rồi, không được. Tại sao không được? Cấp trên có lệnh chúng ta chỉ là đội dự bị, không phải đoàn độc lập muốn đánh sao? Cứ để họ đánh. Vậy đoàn trưởng, được rồi. Lâm Đình Bang, cậu đừng nghĩ mình là tiểu đội tình báo. Tôi nói cho cậu biết làm đến ở chỗ tôi, cậu phải nghe lời. Nếu dám tự ý hành động, tôi bắn cậu. Ai còn là đại ca của hoàng phố của tôi không? Cậu qua đây. Tham Mưu Long nói cho tôi biết, cố vấn tối cao của Liên Xô Bolshevik dự định chiếm lĩnh Vũ Xương, sau đó Tây Tiến đi qua Trung Nguyên, đánh thông Tây Bắc liên kết với Liên Xô. Nhưng mà tưởng tổng tư lệnh kiên quyết muốn chiếm Vũ Xương rồi Đông Tiến, giành Nam Xương trước rồi giành lấy đô thị quốc tế Thượng Hải. Chẳng trách tưởng tổng tư lệnh hạ lệnh quân đoàn một án binh bất động, thì sao mục tiêu mới là giang tô chiếc giang Thượng Hải? Đây là chuyện tuyệt mật, nếu còn để lộ ra ngoài không xong với tôi đâu. Đoàn trưởng, có khi nào Trung ương Quốc dân đảng và chính phủ quốc dân vì mục tiêu bắt phạt không giống nhau mà chia sẻ không? Ta nhất còn là ủy viên trung ương hay là ủy viên giám sát? Hoàng thượng không gấp, thái giám gấp cái gì? Cậu nhớ đây, thiên chức lớn nhất của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, cậu bắt buộc phải nghe theo. Hiểu rồi. Mặt tu, anh có nhìn thấy không? Mắt này được. Mắt này không được. Không ngờ Hứa Mặt tu tôi thành độc nhãn long rồi. Tình hình trung đội trưởng Hứa đã là kết quả tốt nhất rồi. Nhất là một mắt và cơ bản đã hồi phục được thị lực. Vậy mắt còn lại có khả năng hồi phục không? Không thể nói là không có. Chỉ có thể nói rất khó đoán. Cảm ơn. Mặt tu, hay là như vậy, anh xin trưởng quan điều anh đến làm vị trí văn chức đi. Như vậy sẽ tốt cho mắt của anh. Không cần. Như vậy cũng tốt. Lúc tôi nhắm bắn cũng không cần phải nhắm một mắt. Định Bang, anh có tin không? Nó không chịu khả năng bắn súng hiện giờ của tôi còn tốt hơn lúc trước. Được rồi người anh em, anh có thể nghĩ được như vậy tôi cũng an tâm rồi. Chỉ sợ anh không chấp nhận được sự thật. So với những chiến sĩ hy sinh trong trận chiến Bắc Phạt, tôi đã may mắn lắm rồi. Ít nhất tôi vẫn còn sống. Thì sao ông trời đối xử với tôi không bạc? Ít nhất còn để lại cho tôi một con mắt bình thường. Họ đến rồi. Thứ gì vậy? Cái thứ ngồi mát ăn bát vàng. Vô sĩ. Chúng tôi chiến đấu 7 ngày mới công đánh được vào Vũ Xương. Các người thì hay rồi, không đổ chút xương máu nào cũng vào được thành. Các người còn mặt mũi nào vào thành chứ? Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Tôi nói tôi đã từng gặp nhiều người vô liêm sĩ, nhưng không ai vô liêm sĩ bằng các người. Nói lại coi. Thế nào? Các người muốn làm gì? Bỏ súng xuống hết đi. Các anh em đoàn độc lập, các anh đều rất đáng nể. Tổng quân tập hợp, bên trái quay. Hành lễ. Thôi. Báo cáo. Báo cáo đại đội trưởng, bên đó có chuyện. Có một đám tàn binh đi đến chỗ chiến địa bệnh viện chúng ta. Chỉ trí chiến địa bệnh viện ở đâu? Cách cửa Nam Vũ Sư không xa. Đội trưởng trung đội 1 có. Cậu đưa trung đội 1, 2 và 3 làm theo kế hoạch phụ trách canh chừng điện đài Vũ Sư. Rõ. Trung đội 1 đi theo tôi, bên trái quay. Chạy bộ, chạy. Các anh em, chỉ cần bác sĩ y tá bệnh nhân đều nằm trong tay chúng ta, bọn họ sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Không được nổ súng. Cô, ra ngoài. Thả cô ấy ra. Ngươi làm gì vậy? Người bạn này của tôi hơi nhút nhát, đừng để cô ấy làm con tin. Như vậy đi, để tôi làm con tin cho. Cô gái, cô tự nguyện làm con tin sao? Không sai. Anh muốn tôi làm thế nào tôi làm thế đó. Đưa đi. Đừng mà, đại bảo. Quân Bắc Phạt phía trước nghe đây. Bảo chỉ huy của các người ra đây. Tôi đây, anh là chỉ huy của họ. Phải, tôi là đội trưởng của quân đoàn 1. Hiện giờ thành Vũ Sư đã bị chúng tôi đánh chiếm rồi.
biết điều mau giao súng ra đây. Tôi thấy anh cũng chỉ có một trung đội thôi. Trưởng quan có mắt nhìn đấy. Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi còn có hai trung đội nữa đang trên đỉnh đứng đây. Cậu không mau chóng thả con tin giao nộp súng sẽ không biết. Dớ dẫn. Trong tay tôi có bác sĩ y tá, còn có thương binh của các người. Cho dù các người có bao nhiêu người tôi cũng không sợ. Chúng tôi đều là binh lính, đều là quân nhân. Lấy bác sĩ y tá ra làm con tin cũng chẳng dễ dàng gì mấy. Định Bang, có dễ dàng hay không? Không đến lượt một đại đội trưởng nhỏ nhoi như anh dạy dỗ. Đảm bảo tôi không sao. Thì ra các người quen biết nhau. Vậy thì dễ rồi. Vậy chúng ta trao đổi điều kiện với nhau đi. Cậu nói trao đổi thế nào? Một chiếc xe tải quân dụng, xe đến thả người. Bây giờ cậu đòi tôi tìm xe tải quân dụng, chẳng phải làm khó tôi sao? Đó là chuyện của anh. Vậy được, tôi tìm xe cho cậu. Cậu thả người ra đi. Anh em, anh tưởng tôi ngốc sao? Đừng nói nhiều lời. Trong vòng một giờ, hết thời gian mà chưa có xe tôi giết cô ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mềm mỏng, không làm căng được. Đại đội trưởng, lúc chúng ta đến chẳng phải có xe tải trên đường sao? Tôi đi xem thử. Sao? Xe đến rồi. Còn lề mề gì vậy? Lái xe qua đây. Cậu thả người, tôi cho xe đến. Anh cũng giảo hoạt lắm đấy. Không tin tôi sao? Đem xe qua đây, tôi thả người. Chúng ta trao đổi trước mặt nhau. Thấy sao? Băng xe qua đi. Thấy chưa, xe đến rồi. Thả người đi. Không thành vấn đề. Thả người. Đi. Đi. Mau lên. Mau lên đi. Hai người không được đi. Sao cậu không thả hai người đó? Anh em, chiến tranh không ngại dối lừa. Tôi cũng đâu thể hoàn toàn tin tưởng anh. Các anh em, chuẩn bị lên xe. Sợ. Đại Bảo, nằm xuống. Bị luyến nào đứng dậy? Không sao chứ? Cẩn thận. Bé Luyến. Bé Luyến, không được ngủ. Nhất định phải cố gắng lên. Em phải cố gắng lên. Được chết bên cạnh anh, em đã mãn nguyện rồi. Đừng nói bậy. Chết cái gì? Anh nói em biết, đã bảo đi tìm bác sĩ rồi. Để bác sĩ lấy viên đạn ra, em sẽ không sao đâu. Đừng gạt em. Mẹ Luyến, anh thích em. Lỡ như em có mệnh hệ gì, anh cũng không sống nổi. Không phải anh nói anh không thích em sao? Đó là anh gạt em thôi. Hảo Thiên là người anh em từ nhỏ, cùng anh lớn lên, bọn anh cùng nhau học tập. Cậu ấy nói thích em, anh có thể nói thế nào được? Thực ra trong lòng anh rất buồn. Nói như vậy, anh yêu em sao? Phải. Thực ra anh biết không, nếu hôm đó anh không đồng ý, em cũng sẽ không đồng ý với Hạo Thiên. Được rồi Mễ Luyến, bây giờ không cần nói nữa. Đời này hai chúng ta không thể rồi. Em vẫn là câu nói đó. Đại Bảo và Văn Nhã đều là những cô gái tốt. Anh chọn ai cũng sẽ hạnh phúc. Mễ Luyến, anh không chọn ai hết. Anh không chọn ai. Em muốn anh phải chọn. Được rồi, anh ra ngoài trước đi. Chúng tôi phải làm phẫu thuật. Được. Mễ Luyến, em nhất định phải cố gắng lên. Anh ở bên ngoài đợi em nhé. Hạo Thiên, Định Băng, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Cô ấy vì anh mà bị thương, anh còn đối xử với cô ấy như vậy. Anh thả ra đi, anh em kiểu gì vậy? Anh có còn là anh em của tôi không?
Em tỉnh rồi. Sao lại đến đây? Phải rồi, bác sĩ đã giúp em lấy viên đạn ra, không sao nữa rồi. Còn nữa, đội quân của anh sắp chuyển quân rồi. Em ở đây từ từ dưỡng thương. Chúng ta chia tay đi. Đùa gì vậy? Chúng ta sắp kết hôn rồi. Em không đùa. Em đừng nói chuyện này được không? An tâm nghỉ ngơi đi. Anh không muốn biết em với Định Bang đã nói gì sao? Chỉ cần em có thể bình an thôi. Những chuyện khác anh không cần biết. Mùa xuân năm 1927. Hai anh em các con đến phòng tác chiến quân đoàn 1 tìm đại ca. Bây giờ cha ghé thăm tham mưu trưởng tổng tư lệnh Long Văn Khang. Tối nay sẽ ở trọ tại đại lữ quán Nam Sương. Cha, tượng Phật vàng trên xe của chúng ta có cần thay cha đưa đến phòng làm việc của tham mưu Long không? Chỗ này là chỗ nào? Là hành dinh của bộ tổng tư lệnh quân Bắc Phạt Nam Sương. Tham mưu Long hiện giờ là tâm phúc bên cạnh tượng tổng tư lệnh, có thể nhận vật phẩm quý giá ở phòng làm việc được sao? Được, vậy con lái xe đi trước. Dù gì hành dinh Nam Sương cách đại sứ quán Nam Sương có vài trăm mét. Lát nữa cha tự về sao vậy? Hai đứa cứ đi đi. Tham mưu Long, Mã đoàn trưởng làm nội đường xá xa xôi từ Sâm Châu đến, thật hiếm có, mau ngồi. Dân. Tham mưu Long, lần này đi chức nhận nhiệm vụ vận chuyển lương thảo đến Cửu Giang, đặc biệt ghé thăm Ân Sư. Mã đoàn trưởng, ông là muốn có chốn đào nguyên Sâm Châu, tiếp tục sống cuộc sống thần tiên, đâu xa chốn đào nguyên. Sâm Châu hiện giờ trong thành có công đàn, ở quê có hội nông dân làm loạn, đánh thổ hào, rồi cùng làm loạn với Bi Chức. Cái đám ta điền quê mùa đó còn nghênh giáo đàm phán với tôi muốn chia 30.000 mẫu ruộng với 50 con trâu của nhà tôi. Đã không xả cũng vô lý quá mà. Bí thư chi bộ Trấn Thành Quan còn nói muốn tính luôn nợ cũ nợ mới với tôi. Mã đoàn trưởng, không cần phải bận tâm tới bọn nhà quê đó. Trước mắt quân Bắc Phạt có một số quan quân cấp cao hy sinh, còn có một số tướng lĩnh là Vũ Hán chuẩn bị cùng với Uông Tinh Vệ bắc tiến Trung Nguyên. Lần này ông đến Nam Sương là thời cơ tốt nhất để lựa chọn phe phái để đi theo. Phe phái Bị Chức tri ân báo đáp, thề chết tận trung với tưởng tổng tư lệnh. Tham mưu Long, có thể nào để tâm sắp xếp giúp tôi một chút? Tôi muốn gặp tưởng tổng tư lệnh. Chuyện này không giấu gì ông, mỗi tuần tôi có thể gặp được tận tổng tư lệnh một hai lần. Tham mưu Long, nếu có thể nể mặt, tối nay tôi mời ông đến lữ quán Nam Sương để con trai trưởng Hạo Thiên của tôi đến gặp Ân Sư. Báo cáo. Vào đi. Tham mưu Long, hội trưởng thương hội Thượng Hải tiên sinh Ngô Hiệp Khanh đến rồi. Tổng tư lệnh mời ngài sang đó. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay. Cậu lui đi. Sợ. Mã đoàn trưởng, đã lâu tôi chưa gặp Hạo Thiên, ông sắp xếp để chúng tôi gặp mặt đi. Sở, cảm ơn tham mưu. Tham mưu Long, nào. Tham mưu Long, ăn đi. Nào nào, xin mời ăn đi. Nói cho hai người biết một bí mật. Ông chủ lớn Ngô Hiệp Khanh của tập đoàn tài chính Giang Chiết đã đến Nam Sương gặp tưởng tổng tư lệnh. Còn ngỏ ý muốn toàn lực ủng hộ tưởng tổng tư lệnh quốc dân cách mạng về mặt tài chính. Đặc phái viên ngoại giao của các nước ở Trung Quốc cũng đang thăm dò chính sách ngoại giao của chính phủ mới, tương lai của tưởng tổng tư lệnh. Thực ra, đánh trận cũng cần tiền. Thành lập chính phủ dân quốc mới càng phải cần tiền. Nhưng tuyệt đối không được giống như đại tổng thống Lâm thời Tôn Văn. Sau khi nhậm chức, trong quân khố chỉ có mấy trong đồng đại dương, không một nước cường quốc nào sẵn sàng cho dây cả. Hôm qua quân trưởng cử con đi làm canh gác bến cảng Cửu Giang, đội trưởng đội bảo vệ tổng tư lệnh có dẫn theo hai người khách bí mật. Hai vị khách bí mật đó là ai? Lúc đầu con cũng chưa biết,
Sau đó làm quen với trưởng đội bảo vệ, ông ấy lén nói con biết trong đó có một người là thần tài gia ở Sơn Tây Khổng Tường Hy, người còn lại là vợ ông ấy Tống Ải Linh. Gia tộc Khổng Tường Hy ở Sơn Tây cũng ghê gớm lắm, rất giàu có. Hai người không biết rồi, Tử tiên sinh cùng với nhà họ Tống muốn có một cuộc hôn nhân chính trị thế kỷ. Em gái thứ Tống Ải Linh, Tống Khánh Linh là ai? Là quốc mẫu hiện tại. Nếu như cuộc hôn nhân này sắp xếp ổn thỏa, vậy thì tưởng tổng tư lệnh sẽ có tài lực cắt đứt với chính phủ quốc dân vũ Hán luôn. Tham Mưu Long nghe vua nói một câu còn hơn người năm đọc sách. Bi trước kính ngài một ly. Mã đoàn trưởng, tướng tổng tư lệnh thật sự không có thời gian để gặp ông, nhưng ông ấy đã có khẩu dụ cho các cơ quan hành dinh. Khẩu dụ của tướng tổng tư lệnh: Trung Cộng Chu Ân Lai tổ chức công nhân công nghiệp Thượng Hải đình công, khởi nghĩa vũ trang lần hai. Tướng Trung Chánh mệnh lệnh toàn quân rút khỏi Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải, người nào vi phạm giết không tha. Viên chức nguyện đưa binh tiến đánh Thượng Hải, trấn áp lực lượng vũ trang của Tổng Công đoàn Thượng Hải. Cha, giáo quan, con là cảm thấy nên để công nhân phát động khởi nghĩa vũ trang, để Đảng Cộng sản và quân Bắc Dương tiêu hao lực lượng của nhau. Để đến thời cơ thích hợp, quân Bắc phạt chúng ta sẽ tốn ít công sức nhất chiếm được Thượng Hải. Mà đoàn trưởng, hổ phụ sinh hổ tử, trường giang sống sau sâu sống trước. Hạo Thiên có mắt nhìn, có tiền đồ. Hạo Thiên, đem vào đi. Đây là bảo vật Trấn Sơn của Sâm Châu. Thời vua Thiên Bảo, nhà Đường, các cao tăng Tây Thiên Ấn Độ đến Sâm Châu để lại tượng Phật vàng, mời Tham Mưu Long mang về thưởng thức. Khách sáo quá. Giấy ủy nhiệm: theo đây thăng chức cho Thượng tá Mã Thiên Cốt, thành phó sư đoàn thẳng tiến quân đoàn 1 Bắc Phạt, Bộ Tư lệnh quân Bắc Phạt, quốc dân cách mạng quân, hành dinh Nam Xương tưởng Trung Chánh. Cảm ơn Tham Mưu Long đã đề bạt. Cảm ơn ân huệ của tưởng tổng tư lệnh. Đại đội trưởng, cẩn thận! Đại đội trưởng, tỉnh lại đi! Định Bang! Định Bang sao rồi? Vẫn còn đang cấp cứu. Đúng vậy, còn đang cấp cứu. Bác sĩ, thế nào rồi? Phẫu thuật có thành công không? Mảnh đạn quá gần tim, không thể lấy ra được. Không lấy ra được thì phải làm sao? Xin lỗi, năng lực của tôi có hạn. Nếu anh làm không được thì mau tìm người khác. Anh nói chúng tôi biết có thể tìm được ai đi. Theo như tôi biết, cả chiến địa bệnh viện quân Bắc Phạt không có bác sĩ nào có thể làm loại phẫu thuật này. Bác sĩ, chúng tôi nghĩ cách đi. Phải, tôi nghĩ đến một người, là bác sĩ người Mỹ tên là Jackson, hiện giờ đang ở bệnh viện Nhân tế Thượng Hải, là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa giỏi nhất. Vậy bác sĩ, nếu tạm thời không lấy mảnh đạn đó ra được, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Các cô cân nhắc đi. Nếu như muốn đi, tôi có thể giúp các cô viết một bức thư. Anh viết giúp chúng tôi đi. Chúng tôi tuyệt đối không để Định Ban chết được. Anh mau viết đi. Chúng tôi phải đến Thượng Hải. Anh, giấy tờ tùy thân của bốn người. Cảm ơn anh. Em nói xem, ba người phụ nữ các em bảo vệ một người sắp chết đi Thượng Hải. Anh nghĩ thế nào cũng quá điên rồi. Hay là anh cử vài người đi bảo vệ các em. Thôi đi anh, càng nhiều người càng nguy hiểm. Anh biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Chúc các em lên đường thuận lợi. Anh, bọn em Thượng Hải đợi các anh. Đợi các anh đánh đến đó. Được. Định Ba, anh tỉnh rồi. Hai người các em đều ở đây à? Đây là đâu? Bọn em đưa anh đến Thượng Hải tìm bác sĩ làm phẫu thuật. Phải, Giang Nhã cũng ở đây.
Các em đừng làm loạn nữa, mau dừng xe lại đi. Đừng cử động, hiện giờ mảnh đạn ở gần tim của anh. Anh mà cử động rất nguy hiểm biết không? Các em mau dừng xe lại đi. Trên đường trạm gác của địch rất nhiều. Nghe lời anh đi, mau dừng xe lại, mau đi. Đừng cử động. Nghe lời anh, nếu các em làm như vậy, lỡ mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ có lỗi với các em. Anh đừng nói như vậy. Nếu anh muốn báo đáp chúng tôi, anh phải cố gắng sống tiếp. Đứng lại, chào anh. Đây này, từ đâu đến? Nam Sương. Đi đâu? Thượng Hải. Làm gì? Chị tôi bị bệnh, tôi đưa chị đi khám bệnh. Không đúng, Nam Sương không có bác sĩ sao? Bệnh của chị tôi rất nghiêm trọng, chỉ có bác sĩ người Mỹ ở Thượng Hải mới có thể chữa khỏi. Mau mở ra. Quân gia, chuyện là bệnh của chị tôi kỵ gió, không mở có được không? Bảo cô mở thì mở ra đi. Nói gì nhiều vậy? Nếu cô không mở đừng trách lão đây không khách sáo. Dạ được, tôi mở. Cô đang giở trò, chị cô chẳng phải khỏe mạnh sao? Người gọi là chị hai tôi, chị cả của tôi bệnh rồi, đang nằm đó. Quân gia, anh muốn... Tôi muốn kiểm tra xem các cửa có che giấu quân bắt phạt không. Quân gia anh đùa rồi, chúng tôi sao quen biết chứ gì quân bắt phạt được. Chúng tôi không quen đâu. Cô ta bị bệnh gì? Hình như là bệnh phong. Sao không nói sớm? Quân gia không sao đâu, sẽ không lây đâu. Nào nào, mau lên kiểm tra đi. Tưởng ông đầy ngốc à? Bệnh phong mà không lây thì bệnh gì lây? Đi đi, mau đi lẹ đi. Cảm ơn quân gia. Không sao chứ? Mẹ Luyến, may mà lúc nãy cô ho lên mấy tiếng. Nếu không chúng ta gặp rắc rối rồi. Đúng rồi, sao cô lại ho giống như vậy? Lẽ nào trước kia cô từng bị bệnh phong sao? Tôi chỉ đùa thôi. Định Bang, anh tỉnh rồi. Đã lấy mảnh đạn ra rồi. Vết thương vừa mới khâu xong. Bây giờ anh có đói không? Anh nhìn em như vậy làm gì? Thấy em là anh không đói nữa. Anh nói bậy bạ gì vậy? Không phải có câu siêu đãi bữa tiệc cho đôi mắt sao? Văn Nhã, hôm nay anh mới phát hiện em cũng đẹp thật đấy. Bây giờ anh mới phát hiện sao? Vậy trước kia anh chưa từng nhìn kỹ em à? Phải vậy không? Em là em gái của Long Giáo Quan, sao anh dám nhìn? Nhưng bây giờ anh nhìn đi, nhìn kỹ vào, cứ việc nhìn thoải mái. Được rồi, được rồi. Biết ngay là anh đùa mà. Trong lòng của anh chỉ có Mỹ Luyến với Đại Bảo, đúng không? Hai người họ đâu rồi? Ông chủ, cô nương muốn mua sách gì? Chúng tôi không mua sách, chúng tôi tìm người. Tìm người, các cô tìm ai? Chúng tôi tìm Phương Tiên Sinh, đến từ Sâm Châu, anh ấy là anh họ của tôi. Cô nương cô nhầm rồi, chỗ chúng tôi không có người như vậy. Không thể nào. Ông gọi anh ấy ra đi. Cô nương, cô thật sự nhầm lẫn rồi, chỗ chúng tôi không có ai họ Phương. Mễ Luyến, có phải cô nhớ nhầm không? Không đâu. Cô nương, nếu các cô không mua sách, vậy bờ đi cho. Phương Tiên Sinh, tôi với Mễ Luyến tìm ông đây. Cô làm gì vậy? Bao đi đi. Nếu cô còn làm loạn tôi báo cảnh sát đi. Báo thì báo, ai sợ ai? Mễ Luyến, chị tiểu mạng. Đại Bảo, sao các em lại đến đây? Lão Dương, không có gì đâu. Họ đúng là bạn của chúng tôi. Anh đi làm việc đi. Chị tiểu mạng, sao lại như vậy? Anh ta nói anh ta không biết Phương Tiên Sinh. Mau vào trong đã rồi nói. Thầy Phương, có thể gặp hai người ở đây. Em thật sự rất vui. Chuyện của cậu và Mã Hào Thiên, Mễ Luyến và Đại Bảo nói tôi biết hết rồi. Chuyện đời khó biết được. Định Ba, cậu phải học cách buông bỏ. Cho dù thù nhà có lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng đợi cậu làm đấy. Thầy yên tâm đi thầy Phương, chuyện em có thể buông xuống được. Em cố gắng dưỡng thương, sớm ngày quay lại quân đội, sớm ngày đánh bại quân phiệt Bắc Dương, để người dân mau chóng
có được dân chủ và tự do. Vậy thì tốt. Tôi đang ở Thượng Hải chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Đợi đến lúc quân Bắc Phạt đánh đến Thượng Hải, chúng tôi sẽ phát động phong trào công nhân, phối hợp với quân Bắc Phạt đánh chiếm Thượng Hải. Còn phải mau khỏe, còn rất nhiều chuyện đợi cậu làm. Chí Tân, Định Bang dù gì cũng là một đại đội trưởng của quốc dân cách mạng quân. Anh muốn cậu ấy giúp, anh cũng phải hỏi cậu ấy có đồng ý hay không. Chị Tiểu Mạn, xem chị nói kìa. Tôi thấy ngại quá. Có thể giúp thầy Phương là vinh hạnh của tôi. Đừng nói vậy. Trong lòng tôi, vị trí một binh lính và một sư đoàn trưởng đều như nhau. Không có hàng ngàn hình dạng chiến sĩ đổ máu hy sinh, làm sao hoàn thành đại nghiệp Bắc Phạt. Định Bang, cậu là người xông pha trận bạc, chỉ dựa vào điểm này tôi phải kính trọng cậu. Thầy Phương, thầy đừng nói như vậy. Em ngại đấy. Định Bang, Bệ Luyến, tin tốt đây. Sao vậy? Quân Bắc Phạt của chúng ta đã chiếm được Hàng Châu. Sau khi nghỉ ngơi chấn chỉnh lực lượng, sẽ tiến quan đến Hồ Châu, Gia Hưng, Tùng Giang, đã hình thành nên thế bao dây Thượng Hải rồi. Mau đọc báo đi. Tốt quá rồi. Anh muốn gặp thầy Phương. Không được, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Không sao, vết thương của anh đã lành hẳn rồi. Anh nghĩ không đến mấy ngày nữa là có thể cắt chỉ xuống đất đi bộ. Định Bang, anh xem, thầy Phương đến thăm anh này. Đừng cử động. Đại bạn không chết, ác có phúc. Anh họ còn có ba cô gái ở cùng cậu, đúng là có phúc mà. Thầy Phương, thầy chê cười rồi. Định Bang, tôi nói với cậu một tin tốt. Đồng chí Chu Ân Lai, bí thư quân ủy Trung ương Trung Cộng, đồng thời là bí thư quân ủy Giang Chiết, nhận lệnh lãnh đạo Tổng Công đoàn Thượng Hải để quân Bắc Phạt tiến vào khu vực ngoài ô Thượng Hải, sẽ cùng bọn họ trong ứng hòa hợp chiếm lấy Thượng Hải. Vậy tốt quá, em có thể làm gì? Chúng tôi đã tổ chức đội công nhân duy trì trật tự khoảng trên 10.000 người, chiếm được Đài Phát, Điện Tín, Dương Thọ, bến cảng Ngô Tùng, nhà máy cấp nước, công ty xe công cộng. Nhưng số lượng người có vũ khí trong tay đội duy trì trật tự chỉ có khoảng 500. Vũ trang công nhân đang rất thiếu cán bộ am hiểu diệt quân. Nếu cậu thực sự muốn giúp chúng tôi, cậu xem có thể ở Sạp Bắc giúp chúng tôi sắp xếp huấn luyện một đội trưởng đội duy trì không? Chuyện này không thành vấn đề. Anh còn chưa quay về quân đội. Chuyện đó không sao, thầy Phương. Nếu Tổng Công đoàn Thượng Hải tin tưởng, tôi muốn đích thân chỉ huy đội cảm tử công đánh Bộ Tư lệnh Liên quân Trực Lỗ. Được, thưa cậu, tôi sẽ xin chỉ thị của đồng chí Chu Ân Lai. Rất nhanh sẽ có câu trả lời cho cậu. Thầy Phương, cảm ơn thầy. Tiểu Mạn, anh ra ngoài một chuyến. Trễ về rồi, còn phải ra ngoài sao? Có tình hình mới. Quân Bắc Phạt đến được ngoài ô Thượng Hải, bỗng nhiên dừng lại. Nhưng cuộc tổng bãi công và khởi nghiệp vũ trang của chúng ta đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, không thể phát động. Anh đi tìm bí thư quân ủy Chu Ân Lai. Vậy anh đi đường cẩn thận. Chúng ta bây giờ như bóng tối trước bình minh. Yên tâm đi. Lúc anh không có ở nhà, em tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Em nhất định chăm sóc tốt cho mình. Yên tâm đi. Anh không sao đâu. Thầy Phương, hiện giờ quả lực của quân Trực Lỗ quá mạnh. Nếu chúng ta đánh trực diện sẽ tổn thất rất lớn. Em sẽ dẫn người đánh ấp từ phía sau. Được, chỉ các cậu phải để ý thiết bị điện đài. Chính quyền mới cần chúng. Có thể nhờ đại biểu bưu điện, công đoàn cử người đi khuyên hàng không? Có thể thử. Quân Bắc Phạt của các cậu dừng chân ở ngoài ô 3 ngày rồi. Tại sao vẫn chưa tiến đánh vào thành phố? Đã nói là trong bài phối hợp. Sao giờ chỉ có chúng tôi đơn thương độc đấu? Nghe nói đại biểu quân tiên phong quân đoàn 1 đã đánh đến Đạt Lũng qua trấn rồi. Hay là em đi xem thử? Không được, trận này cần cậu chỉ huy. Hay là như vậy đi, để tôi đi. Được, đại bảo, cô nhất định phải cẩn thận tìm được quân tiên phong Bắc Phạt, nói với bọn họ hiện giờ chúng tôi đang rất cần viện trợ của họ, cho dù thế nào cũng phải quay về trước khi trời tối. Rõ.